Trời, hai đứa giỏi thế. Thôi được rồi, nhiều rau quá rồi. Trời ơi. Con bế cả Titi ra đây đi nhặt rau luôn à? Trời ơi, sao bế nổi á? Nhiều rau rồi nè. Khiếp, một rổ đầy rồi. Con có ăn rau không mà con hái nhiều thế? Ăn rau hả? Tối mẹ nấu rau với cơm cho con ăn nha. Dính hết rồi, mặt mũi rồi. Đi đi vô nhà nha. À, đi. Con đi xuống đi. Đi xuống này. Con đi vô trước đi để mẹ bưng mẹ bé Titi với lại mẹ bưng rổ rau vô nha. Nào Titi đi thôi. Đi để nấu cơm nha. Mẹ cho Titi này. Em gấu nhặt rau đều đều quá. Nhặt bỏ gốc sang một bên, lá sang một bên chứ. Đây này, con bỏ gốc sang bên đây rồi. Cho Titi lá rau kìa. Con lấy cho Titi cái lá rau đi. Mẹ cho rồi. Mẹ cho rồi thì con cho thêm em cũng được chứ sao. Kìa, chị cho kìa. Trời ơi, cái cô nương này. Mẹ bảo bỏ gốc ra ngoài mà. Nhặt bét hết rau ra rồi. Để nó trồng. Chú, để nó trà chua đâu. Nhưng mà con phải bỏ gốc riêng ra. Con bỏ gốc này chung rồi. Đó, mẹ toàn phải nhặt lại thôi. Titi nhờ, Titi ngồi ăn cái này ngon hơn không nhỉ? Này mẹ cho này. Bạn lại chú, để lại chú. Nồi, nồi ra. Kiểu gì? Kiểu gì là kiểu gì? Kiểu này. Đấy, Titi ăn ngon kìa. Gấu phải ăn nhiều rau lên Titi ấy nhá. Rau nó trơn. Nấu đồ ăn chứ. Thì nấu lên rồi ăn nhiều lên. Ăn nhiều rau xanh mới tốt. Ăn nhiều rau xanh tốt. Mẹ cho tin này. Chú. Trời ơi, gấu ơi là gấu.
toàn đi nhặt lại của gấu thôi. Nhặt rau này xong mẹ nấu. Thôi 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 con ơi. Đây này, đây này, đây này. Mẹ ơi, đi không ăn. À có, con đưa cho Ti đi rồi Ti ăn á. Ti ăn đi, Ti. Chúc Ti ăn ngon miệng. Của em giờ không cầm à, không ăn nữa à. Đây này, mẹ cho cái lá ngon này, con ăn đi. Này mẹ cho mới ăn. Đây này. Ui, ui, gấu nhặt rau như thế này thì thôi chứ. Đúng lộn xộn.